đa số chúng ta khi mà nghe đến cái từ nghiên cứu thị trường là sẽ nghĩ đến là những con số big data này, những con số rất là phải lớn, những cái công ty chuyên nghiên cứu thị trường, những cái form khảo sát, những cái cuộc phỏng vấn rất là phức tạp, rất là nhiều những cái bước, rất là nhiều quy trình. Và rồi khi chúng ta nhìn lại công ty của mình thì chợt nhận thấy ổ hình như mình không có đủ nguồn lực. Vậy thì làm thế nào đây? Rồi chúng ta lại tặc lưỡi cho qua. Thì đây chính là những cái sai lầm lớn và cũng là sai lầm phổ biến nhất khi bạn nghe qua về nghiên cứu thị trường. Bản chất của công việc nghiên cứu thị trường ấy là bạn thu thập thông tin để có cơ sở ra quyết định về kinh doanh, nhờ vậy tăng cái khả năng dự đoán chính xác của bạn. Còn bạn có đánh thắng hay không ấy, thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vậy với những doanh nghiệp SME và những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta có nguồn lực đến đâu thì chúng ta hãy cứ xài đến đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ cần có thêm một vài cái dữ liệu để chúng ta suy luận một chút thôi thì đã là quá đủ rồi. Chúng ta không cần thiết phải quá là màu mè. Những cái bước đầu tiên trong nghiên cứu thị trường đó tìm hiểu về ngành và những mục quan trọng trong việc nghiên cứu thị trường cần xác định. Thứ nhất đó là độ rộng thị trường, hay còn nói là tổng nhu cầu của toàn ngành. Thứ hai đó là cái mức độ cạnh tranh, nói khác là cái tổng cung của toàn ngành. Hiểu đơn giản là có bao nhiêu người, có bao nhiêu công ty đang cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ đó trong cái ngành của bạn. Thứ ba đó là cái phân khúc của ngành đó, bạn phải chia nhỏ từng phân khúc đó ra theo địa lý, độ tuổi, giới tính, sở thích, chất lượng sản phẩm, ACV, v.v. Hay hiểu một cách đơn giản thì chúng ta cần biết thị trường chúng ta đang ở đâu, như thế nào, độ rộng thị trường là bao nhiêu. Tức là chúng ta biết chúng ta kinh doanh ở ngành nào, cả thị trường có bao nhiêu khách hàng, hay nôm na là một con số định tính về lượng khách hàng chúng ta có thể phục vụ. Còn đối với thương hiệu, cái việc đi nghiên cứu thị trường ấy, quan trọng nhất là bạn biết được trong thị trường đó có bao nhiêu phân khúc. Và ở mỗi phân khúc đó, bạn sẽ lại phải biết được các đối thủ đang định vị ra sao, đối thủ của mình là ai, vân 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 vân. Nhờ vậy, sau đó bạn mới có thể so sánh được với nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để đưa ra được những cái lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Trong cái khuôn khổ bài giảng này thì tôi không thể đi sâu vào việc chỉ bạn các phương pháp để phân khúc thị trường cụ thể ở chi tiết. Bạn có thể tìm học cái khóa học quản trị marketing của thầy Thùy Nguyên giảng dạy ở trên cái hệ thống của Topica. Ok. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu chỉ ra rằng trong bất cứ một cái thị trường nào ấy, thì bạn sẽ luôn có ít nhất là 13 phân khúc cho doanh nghiệp tùy ý lựa chọn. Nên bạn không cần lo lắng lắm về cái việc doanh nghiệp không thể lựa chọn được những cái phân khúc mà trong đó bản thân có lợi thế. Lấy ví dụ nhé, một cái thị trường kem đánh răng chẳng hạn, thì một nghiên cứu đưa ra 5 phân khúc chính. Đầu tiên đó là nhóm đối tượng khách hàng quan tâm đến bảo vệ tốt để khỏi bị sâu răng. Thứ hai đó là nhóm khách hàng quan tâm đến giá thấp. Thứ ba đó là nhóm đối tượng khách hàng quan tâm đến vẻ đẹp trắng sáng của hàm răng. Thứ tư đó là nhóm đối tượng khách hàng quan tâm đến thiết kế bao bì và hương vị sản phẩm. Thứ năm đó là nhóm đối tượng khách hàng quan tâm đến bảo vệ để chống răng hay buốt. Vậy là chúng ta có thể thấy là bất cứ ai nếu bắt đầu muốn xâm nhập vào thị trường kem đánh răng này cũng sẽ đều nghiên cứu ra 5 cái phân khúc thị trường này. Và bài toán đặt ra tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì với chúng? Chẳng hạn trong thực tế thì cái hãng Sensoda ấy thì họ chọn tập trung vào nhóm khách hàng muốn bảo vệ răng hay buốt. Còn hãng Fresh thì họ tập trung vào đối tượng quan tâm tới độ sáng bóng của răng. Còn cái hãng Close Up thì sao? Thì họ dùng nguồn lực để phục vụ cả hai nhóm đối tượng, quan tâm tới hương vị sản phẩm và giá thành rẻ. Hay hãng Aquafresh thì họ tập trung lựa chọn đánh vào cả ba nhóm khách hàng cùng một lúc, vừa sạch sâu chân răng, vừa cho răng sáng bóng và hơi thở thơm mát, xóa tan đi những cái mùi khó chịu. Đó là cái lý do vì sao mà cái thiết kế của cái hãng này nó đưa ra là ba cái sọc tương ứng ba màu khác nhau để nhấn mạnh vào tất cả ba cái lợi ích này. Thì nhờ cái việc nghiên cứu ấy và tìm ra các phân khúc này, bạn sẽ tiến tới việc lựa chọn thị trường mục tiêu.